Fui. Oi, oi. Ôi, bà ơi. Đúng là một cặp thật đấy. Ôi, thế này, bác với anh Ly có cái gì mà to nhỏ lớn như thế? À, nãy qua chỉ nên chặt được chứ gì nữa. Nãy hay vậy. Ồ, nãy hay thì ô tàu nữa. Tàu tàu. Hả? Cái này tàu chủ á. À. Cái này tàu chủ này. À, bác với anh Ly đã cả kiện bảo là khi nào nó đấy là mày giữ tao. Sao là bảo là khi nào nó đấy là mày giữ tao. Còn khi nào có quả thì tao gọi mày. Thế là anh Ly là lên lên nhà đi bác. Thế là bây giờ có quả là anh Ly gọi bác phải không? Đúng rồi. Thế là anh Ly bảo bác là lần sau là có sau đấy là và bác giúp anh Ly phải không? Thôi Ly. À, chưa gì đã nói ở kia rồi á. Ôi giời. Anh Ly là nói sớm lắm. Thôi, đằng nào cũng vẫn phải nói. Là Honey. Hả? Xin chào. Bác vào đây. Honey, nãy mới không thấy không? Hả? Nãy mới không thấy. Bác này giật kìa. Ai hô, anh Ly. Anh Ly bảo là, thế à, bác có biết ở trong này có cái gì? Làm sao bà biết được, phải mình phải khui ra mới biết được chứ. Bây giờ hai ông ra thách đó, thế là ai đoán trong số vậy? Nãy từ tư tỏ nhờ từ dưới lìa, thì còn nãy từ tư tỏ từ dưới lìa. Lìa lìa lìa. Ít hả lìa mà. Ồ, nãy lìa. Nhí. Ồ, bác bảo là anh Ly bảo là ai đoán trúng là ai lấy. Anh Ly á. Ơi. Nhá. Hả? Chú phụ trâu mà giờ ơ hãy đi mà chị chú trâu mà chú mộng chị bông. Ồ. Ồ hãy hoa. Mỗi bữa cháu tôi mà tôi ly hố. Giờ tôi ly. Nhớ đi mà tôi phụ trâu tôi mộng tiếp phá. Giống à? Nhớ đi chị chú trâu. Bác bảo là chú Ly này, đấy, bây giờ có quả, chú cứ gọi anh, bảo ô sao đấy thì anh mới giúp được chú. Như hôm kia hôm qua không có anh có phải là chú là bị bà lo đi không? Đúng thế rồi đấy bác ạ. Đấy, bà ấy cứ tìm đến anh Ly thì không có bác thì đúng là bà ấy lo đi thì anh Ly chỉ có phải đi theo thôi. Ồ, mà gì hả? Mà nó nông rồi, tôi bỏ ra cho tôi à, ý ô thì hát tôi tao, bác hải hay tôi Ly có chú lọc. Ô, hay rồi, bác hải rồi. Hải rồi. À tụi đi mà tụi đi như cái tàu ít tụi nè. Ồ, nè tụi đi mà chỉ cho lão đi phéo hả lý? Châu à. Ồ, dạ. Bác là còn vào vấn đề sau hơn nữa. Bác bảo là cậu sau đến á, hôm kia là bác có nói là anh Ly là có cỏ non rồi. Chứ anh Ly không lấy cỏ già 66 đâu. Phải đây bác ạ. Ôi nhưng mà bác hôm nay hình như là mặc áo ngược rồi bác ạ. Ôi dạ. Ô trời ơi, là số tì là chị ạ. Ừ, cái số này người ta phải lộ ra đằng sau mới được. Hả? Hậu chắc cầu ạ, ưu tiên nát tàu lì ạ. Ô. Đây. Nát tì ốc lấy sâu đó. Ô, nát tì bây giờ hả? Bác bảo là mặt ngừa thế này nhiều lần rồi nhưng mà bác không định dạng được ở đâu. Đây này cái cổ bao giờ bác mặc ngừa là nó sẽ thắt cái cổ mình vào. Đây này cái đằng sau này nó mới phải bác đấy. Ô, thế à ô, chó đó là ông nông trâu, nhà yêu lão rồi nãy mà ông nông trâu khó tốt xí mà xuống chỉ ở đây sao lại vậy ông? Chỉ cho xuống gần nên đồng đi nha. À, đồ không nhìn nha. À, bác bảo là bác không nhớ, bác không nhớ xem cái tên ở đây. À, nhưng mà như thế này. Bởi vì anh Lý cười cho là. Nãy mà chỉ trông. À. Mùng trào nhưng mà chỉ trong lúc chắc lá trồng mùng trào mà đúng rồi. Chính là tổng đi chỉ cho xuống con tay mình chỉ tiết con trào là. À. Không mà đâu có những cái gì không. À. Anh Ly bảo là bắt được cái là có tuổi hơn. Nhưng mà mặc áo là bắt thua anh Ly. Nhưng mà cũng không thua đâu bác ạ. Anh nhá, bác diện vào trông thế này thôi. Chắc hôm nay không đi chơi thì mặc thế này thôi. Bác diện sự viên vào nhìn phong độ lắm. Ồ, mà anh Ly ạ. Tôi chỉ nhận nên nó chết chạy rồi. Khó trị tiết trình luật cháu ơ. Ơ, chị nhảy ơ. Là chị đợi đi ế. Ấy ư. Ấy. Ờ, thế được rồi, bây giờ mình cứ quà đó bác ạ. Ờ, mỡ, ồ, không thì nó chả. Ấy ư, có tài quà là cứ đứng mãi không cúi nổi thế này. Đấy, hôm nay là có ba hai bát là cháu là vù lắm ạ. Đúng rồi. Cái gì cái bây giờ bác ở nhà dưới thì anh Ly ở nhà trên có cái gì cứ hỗ trợ nhau như thế là được rồi. Bác nhỉ? Mua chỉ mà nếu chỉ bát thì mình dùng ra. Hả? Ồ. Ý bát rồi nhá. Ồ, nên cái ốc bán trong tủ lý hết. Có thể ốc bát đi chả tủ lý tao tủ lọc hết chứ. Dù vậy. Hả? Cô yếu tủ lọc.
你只要出去就得就得。哦，嗯，啊，如果你嘛就就就就老不行。啊，嗯，啊， 爸爸跟我讲了，bây giờ cũng nghĩ tới cái thằng đi. Nó trẻ bây giờ nó chơi cái thằng U66 là nó hơi tội. Nên là bác bảo là bây giờ là con U66 có đến thì bác cũng phải là giúp đỡ một tay. Đúng rồi. Đấy, đấy mà thằng đi mắt phải con U66 là hơi mệt. Và câu chuyện của bác với lại anh Ly đấy, ngày xưa làm tinh địch với nhau, bây giờ là khả năng bỏ tinh địch rồi đấy bác ạ. Bây giờ lại quay về cái thời làm đồng đội đi, kiểu như làm đang đồng bọn, làm kiểu như là đội với nhau, về với đội nhau. Trước thì là bảo là tinh địch với nhau để tranh giành người yêu. Còn về thời gian già này thì lại cầm cái sự giúp đỡ để giải pháp những cái vấn đề là khó khăn. Lúc nào cần thì mình vẫn phải cần như bác nhỉ. Đấy, được rồi. Đấy. Bác bảo là cái gì đấy? Mà chú ý thôi. Hai tải xem là tải nào tờ của bác nè. Đấy chắc của bác thôi. Cháu Ly ông 57. Đúng rồi. Cháu Ly và ông 57. Bây giờ cứ khô từng cái một nhá ông nhá. Cứ lấy ra hết đã. Ở đây thì là nó cũng là giống ở đây. Lấy hết ba tải luôn. Có ba tải cơ à? Có ba tải. Thế là nó xem là nó các cô có ghi cái gì ở đây? Cháu gì nữa cơ à? Cháu gì? Có cả cháu gì nữa. Giọng u tiếng gì ô? Ấy da. Rồi, thế là cứ lần lượt để đây anh ạ. Sẽ là sẽ khu ra, sẽ là cô ông các ông bà là có gửi cái gì cho đây là bác già phó rồi. Ông già phó Điền Hạnh Phúc. Đúng rồi, bác chắc là bác già phó trưởng thôn đấy. Bác phó trưởng thôn đấy. Đúng, ông già phó, đúng rồi. Đúng rồi. Đây là bác ông trưởng thôn. Xem là ông bà có ghi cái gì kia. Ê, trưởng thôn. Đúng rồi, bác phó uy tín trưởng thôn. Thế là đúng rồi. Bác phó uy tín trưởng thôn. Vâng, đấy. Bây giờ gì vậy? Cái phần này thì là anh trong cháu sẽ không khô ra nữa. Sẽ để dành cho bắt uy tín, bắt trưởng thôn. Bác có bắt trưởng bản. Đúng rồi. Nhất là cái phần quà nóng bỏng của anh Ali và bác già. Ở bên tủ không nhỉ? Tí thoát tiếp không? Ở bên tủ để chỉ tủ xin. Nhớ. Đấy, bác có tò mò đây nè. Hê hê mà xuống bê. Mà chúa mà thích ạ. Có kia. Ông bảo là Ly ơi, cứ gọi như thế này là vô lắm đấy. Hình như là quần áo thì phải. Quần áo à? Nhưng mà để xem là có ghi tên tên không. Em cứ lấy ra. Đấy, toàn quần áo đẹp đây. Hình như là không có tên anh ạ. Không có tên. Thế thì em lấy thêm một bình ra nữa xem là có ghi tên của ai không. Đúng rồi. Đấy, cứ từ từ nhá. Sao mà, ưu dụ chuối, bố mông bề nhau. Bố mông bề đi. Tôi, để chân. Hết tôi. Nhớ nhỉ. Đấy. Đó lộ. Đó lộ. Hai mẹ con, cháu Ly. Đấy là bịch của anh Ly thôi. Bịch của anh Ly nhá, tất nhiên chắc là bịch của bác rồi. Cháu Ly. Đây là cái gì á? Tinh tinh. Không phải cái đàn đó Ly. Hả? Thách trình. Thách trình á? Ba bảo là giống như cái gì đấy. Không biết là cái gì nhưng mà đấy. Ông bà, nguy hiểm lắm anh ạ. Ông bà bọc rất là cẩn thận luôn. Do là trong cái quá trình vận chuyển thì có phải như là con dao hay cái gì gì ấy. Vâng. Các bác ơi, vào tay đấy. Bác cũng phải cầm giúp luôn nhé. Rất là bí ẩn, đâm ra là cũng không biết nó là cái gì. Đấy. Úi dù, nhiều lớp thế. Ôi còn một lớp nữa. Bác sao này cả ruột rồi đây. Là có tiền à? Có tiền hả? Bác bảo là nếu mà viết bác bảo là nếu mà viết kẹo là khó bóc ăn được ấy. Viết kẹo là khó bóc ăn được á. Bóc đi bóc lại còn chưa được nhỉ? Chắc là cái gì nó cũng ấy lắm thì mới các ông bà mới gói ký như thế. Sắp được rồi anh ơi. Em dìa vào coi như là mở hàng
15 phút rồi vẫn còn chưa xong nè. Ông bảo là u hả? Cảm ơn báo sĩ hồ. À ông, ông bảo là ở chỗ này cái gì tò mò thế? Mở ra. Vỡ. Hả? Cái gì cái gì? Vẫn chưa hình dung ra. Vẫn chưa hình dung. Cái gì cái móc quần áo à? Dạ chị. Cái móc quần áo. À. Cái chiếc quần áo. Ồ. Không thể này không giả sư. Này không giả sư à? Ông bảo là ôi yo. À, mà bảo là sư cái cò cuốn rồi thật sự là kính cả quá. Ờ đúng rồi, cái này chắc là kiểu như là sợ nó bị cong. Này không giả sư. Sợ là nó bị với lại nó bị chảy. Cái này anh đóng lên tường xong là móc quần áo vào đây nhá. Có một nửa là có một nửa đấy nhưng mà nhớ cái này để cho anh Lý bóc tem. Em bóc một nửa rồi nhưng mà một nửa là để gia chủ. Không thì phải chảy đó. Đúng rồi. Tạ mẹ con cháu Ly. Từ nha. A Ly. Con đứng mặt đó cho nhá. Ai ô. Không biết ạ. Hả? Cái gì ở đây? Thấy em thấy có cái gì nó khác khác ở đây. Đây. Số điện thoại của cháu Ly. Ai ô. Tạ cháu Ly. Điện thoại cộng SIM Viettel. Gian chăm về theo. Đăng ký. Đây là điện thoại, điện thoại hả? Điện thoại cộng SIM về theo. Cái này cái điện thoại. Lúc tẩy ăn rồi anh đi rồi không cao. Ba bảo là Ly có cho dòng không? được em bóc ra đi. Điện thoại nhá, ông bà có gửi điện thoại cho anh nhá. Đấy, có cả SIM luôn thế này. Thế này thì thế này thì thoải mái gọi điện cho người yêu rồi anh nhá. Anh đi bảo vu. Bây giờ nếu mà em không đéo đi được thì khả năng ở nhà là cứ ở nhà cũng vẫn nghe tiếng người yêu nói rồi. Tao chỉ muốn nói tới sản phẩm có thả tao lù. Cả cái ghi nữa. Có một chiếc bốt nữa. Ý lúc nói như thế à? Cho anh thấy chỗ thế. Sướng quá, sướng quá. Ông còn sướng cái ly nữa này. Ông còn thích ăn cái gì thế này. Đấy nhá nào. Đấy. Đây, xem cái bớp của anh Ly chưa. Tặng cháu Ly. Cháu Ly. Đấy. Có cả tiền nữa kìa cả. Mình xem. Một chiếc. Đây này, tiền đây này, tiền đây này. Phải không? Bỏ ra đây này. Ai dồi. Đây. Xem luôn thì chứ. Không có tiền thì tỏ. Ba giả bảo là có tiền thật đấy. Có tiền thật mà. Đấy. Ôi. 100.000. Ít bùa. 100.000 đó. Ôi, có thiếu. Ôi. Đúng rồi. Mua tủ ly. Bà bảo là. Bà bảo là ông bà con bắt nào mà tốt bụng thế cho cái ly tiền này. đấy. Đúng rồi. Nên nếu một thùng cao mà mua tiền chi ở đây hảo rồi. Mà mất tiền ở đây hảo. Anh Ly bảo là đi nhà người ý là không sợ khát nước rồi. đây. Không sợ khát nước là có tiền mua nước à? Em cho lại cho anh. Đúng rồi, bây giờ bóc cái món quà này ra để xem là đấy, xem là như thế nào cái đã. Đấy. Đây là một cái SIM nhá. Cái SIM à? Cái SIM này thì là cũng có nói là nếu có vấn đề gì thì thắc mắc thì xin liên hệ với qua Zalo số số này. Thì là chắc là số SIM này cũng Ailey chỉ biết dùng thôi. Đấy, bây giờ đến cái món quà.
bí ẩn nhất anh này. Thần kỳ. Sư huynh hôm nay là quá là tuyệt vời. Anh em chúng cháu đi được nhiều năm nhưng mà hôm nay thấy anh Ali là có được một cái quả sống gọi là ngoại mục. Có cái này thì gọi cho người yêu rồi gọi bất kỳ cho anh cả. Đấy. Em đi xa ngày người yêu của anh nhá. Bóng bóng ra cho anh nào. Đấy, đằng ấy đây. Đấy. Là, nhưng mà hình như là cái này không xem được ảnh nó nhá anh nhá. Hào hứng lắm rồi như này. Hào hứng lắm. Ủa cháu tình cháu lô luôn đi. Điện thoại điện thoại mới đấy. Có cả chết. Cái sạc. Chết. Ô tôi chết kiện hư. Ơ chú. Gì đó? À có cả pin này. Có pin nữa. À. Này có. Hả? Hả? Ừ bà bảo lại này có cả dây này. Đúng rồi, cái dây đây dây sạc mà. À chứ này chứ à. Giờ tình. Ê chả đúng nhỉ. Ờ đúng rồi. Này. Này. Ôi giời đẹp thế. Nokia. Nokia. Anh Ly đã nghe về Nokia rồi. Đấy, bây giờ không còn trần trừ gì nữa. Tiếp cho anh Ly luôn. Cho anh Ly là vui. Đấy. Thế hôm nay thì là anh Ly là không có gì vu bàn thôi. Sướng nhất anh Ly nhỉ. Mua tay thì mà thấy ô tay tụt vấn nhỉ thôi hả? Hả? Mua tay mà tay tụt vấn nhỉ. Ly có chiếc điện thoại này thì là như kiểu là vợ ở bên mình luôn đấy. Ôi, lúc nào cũng được nghe tiếng người yêu nói rồi nhỉ. Ở đây thì sẽ tiến hành là lắp cái sim. Em lắp sim. Lắp cái sim luôn. Để cho anh Ly là không phải lo lắng nữa. Sư huynh chỉ biết gọi thôi, tí nữa hướng dẫn cho anh gọi cái được. Nó có cái chiều mày. Nó có chiều ấy ở cái kia cơ. Đấy. Xong rồi cứ thế ấn xuống. Đấy. Đúng rồi. Phần ớt hay một lúc bỏ cháy vô hả? Chân lì. Hả? Hả? Chỉ cháy vô. Cái này không cái này chỉ nói chuyện không có hát đâu nhá. Chứ nghe gọi là được thì hát gọi. Thì điện thoại thông minh thì anh làm gì biết giống. Đúng rồi. Nhưng mà học dần luôn khác biết thôi nhỉ. Mà có cái này là nghe gọi là được rồi. Nhắn tin các thứ. Bật nguồn lên là... Không chú ấy. Không chú. Nên chết thì... Chị hẳn chết thì... Cả ba công nhất tổng hỏi. Hả? Ấy. Tôi hả? Tôi. Hả chị? Tôi hả chị? Tôi Nokia. Ấy. Lê Nokia thôi. Ấy. Nhớ mỗi dân tàu cảnh chứ. Ấy. Tàu đó. Ấy. Ấy. Đây. Ấy, cái đấy thì như là phải đi đăng ký mới được đấy. À, đó xem nào. Ừ. À, phải. Ấy, ông bà bảo là ra chậm Viettel gần nhất để đăng ký. Ừ. Thì mới được anh ơi. Phải đi đăng ký lấy cái căn cước của anh đi đăng ký. Cái sim này xong là để mà đăng ký cái tên của anh. Đúng rồi. Bây giờ là các con là mua sim rồi chỉ cần đi đăng ký một cái là được. Đúng rồi. Để đóng chủ. Ừ. Không ai nói chuyện. Để đăng ký xong kích hoạt sim. Đúng rồi. Hả? Chờ. Cầm cái đấy đi em ơi. Cái đấy là cái bây giờ anh cầm đi. Cái đấy là cái số sim ấy, số điện thoại ấy. Anh thì chắc là anh cũng không biết để hôm nào em đưa anh đi. Em sẽ giúp anh cầm cái này. À, anh cầm đi. Chắc là hôm nào em gọi anh cũng được. Đấy, phải đi cầm căn cước của anh đi nhá, xong rồi kích hoạt lên. À, thế em đi hết nhỉ. Hả? Ấy ư. Chọc phó điện hết nhỉ. Hả? Ai biết Ali bảo đúc vợ vào trong túi. Gọi cho chứ. À, ông cả khâu thế. Dép. Dép nữa, dép mới luôn. Dép mới của anh đi đấy. Vâng. Nhà khâu xe ô. Cái này kiểu như là dạng giày anh ạ. Gần như mà ông muốn kêu mất thì chỉnh thò. Rốc thì đúng rồi. Đó. Hai túi phở. Phở. Ui, có cả thất lưng nữa. Hả? Cháu Ly, anh đi. Cái này là cái thứ ba rồi. Này. Phát này thoải mái thất lưng xịn đấy anh ạ. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ anh cứ sơn vi từ sáng đến tối đi. Sáng một cái, chiều một cái.
Ôi ở đây thì là con dao. Cái con dao. Tỉa ơi. Tỉa. Đúng rồi, cái đấy cứ để trong cái túi phở cho anh, xong lúc nào là anh thái cái gì lấy ra thái nhá. Đúng rồi. Của anh Ly là cứ để trên này anh đi ơi. Đấy, có cái quần này, cái áo gì kìa. À, cái quần. À, quần sóc. Cái quần sóc này phải để khi nào lấy được vợ đã. Thật sự tao mất đi nhờ. Đấy, còn ở đây con có cái gì nhiều không? Kẹo này. À, kẹo này. À. Kẹo anh Ali. Ừ. Đấy là khăn hay sao ấy? À, thuần rẻ. À, rẻ dùng để cháu Ly lau nhà. Ừ. Khăn để lau nhà. Rất phù chết chê. Ừ. À. Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ cháu Ly. Ôi, đẹp họ, lo đi. Hả? Ừ. Đây là mẹ cháu Ly. Na đi nhỏ, na. Cho... Ờ, cho họ mà chỉ cho lại. Ôi, chỉ số đến nhiều trong góc đẹp. Hả? Ngó, đấy, quần áo của bà ấy nhá. Ừ. Thôi chứ mày ốc rủi là tụi phụ trách cho tao hả? 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 Ây dô, ốc không. Gió rủi đi nữa hả? À, bà bảo là mặc cái này xong là chả khác gì bà ục cho sáu luôn. Ây da. Ây, giao cho bà hết. Ừ, giao cho bà hết. Thế là trẻ hả bà? Ờ, đấy, trẻ. bát. Đấy là bát, cái bát. Bát cơ. Bát đen đây anh ạ. Mì tôm à? Lại cho vào trong này. Đấy, những cái đấy em anh để gọn vào trong đấy đi. Cái này của anh Ali. À, cũng xin lỗi bác già một tí nhé. Do là hôm nay thì cũng gọi là bắt là vui lắm rồi, nhưng mà phần quà của bác là vẫn còn chưa thấy. À, nhưng mà quà của bác thì ghi là ông U57, nhưng mà ở đây là toàn cái quần áo của con gái thôi. Vâng, đây là của cháu gì ạ? À? Quà của cháu thì cháu... cô là cháu sẽ khô ra để có cái quần nào, cái áo nào thì cháu sẽ san sẻ cho bác một cái. Đúng rồi. Do là vừa nãy xem của anh Ali cũng không có nhiều ấy. Của anh Ali cũng đây. Không có quần áo đâu, được những cái đồ ấy thôi. Chỉ có điện thoại, thắt lưng với các kiểu thôi. Thôi được, mua, nãy thì khi sẽ mua, mình lúc đó chỉ mua tao phải rồi. Bác nấy là rất là hào hứng vui rồi. Đấy, do là các ông bà có ghi ở ngoài là có chị... ông 57 ông nghĩa là ông 57 ấy, thì ông 57 ở đây có... phải hả? Của ông mới là ở chỗ này. Ôi trời ơi. Ôi ôi, thấy tay của ông ở chỗ này ơi. Gì giờ nhớ nhớ không thì ông khó nhớ không thì đâu đây đây tặng ông U 57 đúng rồi. Ôi 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 rõ ràng và là rõ ràng ghi ở đấy rồi. Thế là chắc cái quần áo này là quần áo của mẹ anh Ly đây này. Cái quần áo phụ nữ đây này. Cái này nó ở trong cái bao to. Cái này bao anh Ly cần gì nữa? Có khi là người yêu anh Ly thì phải. Người yêu Ly hay là của bà gì đấy, toàn quần áo con gái thôi. Cái này cứ để đây cho anh Ly thôi. Chưa để cho anh Ly. Đấy, cái phần này là phần của bác nhá. Không đây hóc khô. Nhưng mà xem là ông bà có gửi cái gì cho để mình tép ra chị. Ôi dồi, từ nãy đến giờ bác cứ nhìn anh Ly nhận quà, đâm ra là bác cứ kiểu như là thấy toàn mừng cho anh Ly thôi. Toàn mừng, nhưng mà bác không mua đâu nhá. Bác vẫn mừng. Bác mừng mà, nhưng mà gọi bác đến để bác để bác vẫn có đấy. Đây của bác đầy đủ hết anh ạ. Đầy đủ đầy đủ. Có cả mì này, rồi quần áo hay cái gì á? Bánh xong, quý. Xà phòng tắm hay gì? Cái gì nó quý lắm anh ơi. Quý lắm á? Hay là bác cũng có? À, một cái gì đó. Cái hộp gì? À, cái thắt lưng. Thắt lưng á? Bác cũng có cái thắt lưng. Tôi sẽ tì. Bác bảo có thắt lưng rồi. Trời ơi. Đúng rồi, con ra với cái thắt lưng bác nhá. Ông ơi, tôi sẽ tìm cho tôi đi xe cho mũi à? Rồi. Bác bảo là bây giờ bác cũng sơ vi được rồi. Đúng rồi. Đây. Cái này. Có tên ở đây. Tặng un 57 đấy. Un 57 đấy. Đúng rồi, lấy khui cái quần áo với cái giày này cho bác cái thưởng thức đã. Cái này là bác là quý lắm nhỉ. Bác thì phải có cùng nhà vui mang gì chứ nhỉ. Mới cho không nhỉ. Con nhỏ khó xin giờ. Mì mới là cái đút vào túi bác nhá. Đấy, đúng rồi, bác bảo là có tên đấy. Tạ ông U nó mày. Người nhà cháu Ly. Ôi ôi. Gì vậy? Lấy kéo tôi nhìn nó muốn kiểu gì chứ? À dòng hả? Ui ô. Thanh niên á. Đúng rồi, như thanh niên đấy. Anh Ly bảo là như thanh niên đấy. Đấy, quần áo của bác. Ôi trời trời. Ừ.
Bây giờ đúng rồi. Cho thằng tôi nó tặng ha. À bác bảo là như thế này là phải rồi. Ôi dồ, đẹp thế. Ồ, lúc này mà rồng rói ở lì luôn à? Ừ, rồng đi nè. À, bác bảo là cái này là mặt xong là chảy như ly luôn ấy. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Có cả đôi... Ồ, tóc kìa. Ôi dồ. Hả? Ồ, xí tóc xí kìa giấy lùng tóc sao? Xin hả? Nè. Hả? Tôi lý trống lại rồi. Bác bảo là thử luôn. À, bác bảo là của mình là mình cứ dùng thôi. Đúng rồi. Con đi thích cái. Hả? À, bác bảo là cái nào sao mà nó vừa thế. À, khi liều to ấy. Hả? Khi nhà chung tổ thái nó kia thôi. Hả? Hả? Bác đi thay quần áo luôn hả? đi thay quần áo rồi. À, đi đúng rồi. Nhanh nhẹn, nhanh lắm. Bác phải nói là bác tình tình anh Ali là rất là nhanh nhẹn luôn. À, thôi cái đấy còn gọi vào cho bác. Này, cái này là của bác. Ồ, thế là cái tải của bác để trong cái tải to kia. Vâng, của cháu gì á? À, ghi là em gì ở đấy, đâm ra là cứ... Tôi nghĩ là bác không có đâm ra. Đây là cháu bảo là khô ra để là cháu chia xa sẻ cho bác. Nhưng mà hóa ra là bác không có nằm ở chỗ này. À đây. Đây là... có thấy thấy cắp bế ở đây rồi. Ờ, đây là chắc của trẻ con kẹo bánh kẹo. Đấy, cà phê à? À, hoàn tan. Ôi, cà phê. Đây là có cao đối của cắp bế thì chắc là con cháu gì có cả căn bóng tay nữa này. Vâng, đây căn chắc là của em gì rồi. Xem xem cái gì cô gửi ở đấy thì vâng, có một cái tên của ai thì là tặng người đấy, tại vì là các ông bà cũng ghi rất là rõ ràng rồi. Túi này là tặng à. Bố cháu gì à? Bố cháu gì à? À, bố của em đấy. À, bố của cháu đấy. À, cốc cà phê. À, cái gì đấy? Có cả dây điện thoại cái gì? Dây sạc điện thoại đấy. Ừ. Có cả điện thoại sao ấy? Điện thoại chứ. Tặng bố cháu. Từ từ. Ali, nào. Ali này cứ nghĩ cháu gì phụ sữa như thế. Ôi. Đi làm mệt mỏi để Ali bóp một cái là cũng sướng sướng đấy. Đấy, hình như là ở trong đấy là cái đấy là cũng có là cái điện thoại đấy em ạ. Ở trong cái hộp đấy tặng bố em đấy. Không à. Khui ra thế nào? À. Đây nếu mà tặng bố em thì là để hôm nào làm mà quà bí mật cho bố. À đúng rồi. Nhưng mà không biết là phải không? Phải ở trong cái hộp kia kìa. Thấy có dây điện thoại. Nhưng mà sư huynh thì vẫn còn hóng ấy. Thích nhé. Đấy, tí nữa là ra đăng ký cái card SIM luôn anh nhá. Em chỉ bảo mua y gọi luôn. Em chỉ mua xí tăng kìa. Mà khí xí tăng. Tuyệt vời. Còn đây cho hộp cà phê thôi. Đây là cà phê. À. Đây là cái cà phê. Rồi. À không phải, cái giáp cán. À giáp cán à? Vâng. cái giáp cán. À. À, cái này không ăn được đâu. À, với lại một chiếc thắt lưng. Một chiếc thắt lưng đấy là cho bố em ấy. Bố của cháu gì? Rất là vui có nếu mà bố được biết đến cái phần quà này thì bố là rất là thích. Và quan trọng nhất là cà phê thư giãn. Đúng rồi. Với em gì à, ngày xưa không biết là ông bà nào có tặng một hộp xong là từ ngày đấy là ông thưởng thức được một lần là thành kiểu như là nghiện mất. Đúng rồi. Thì nghiện mất rồi nghiện cà phê. Đây là cũng là cái nhưng mà câu đố này thì cháu nghĩ chắc chắn là của các cháu nhỏ. Cái gì kia thế? Đây là cà phê. Ghi là cà phê. Cà phê hoàn tan. Đấy, có cả lược hay cái gì kia? Đây. Sách để sách các cháu học. Chắc là cho các cháu thôi. Thì là các cháu mới biết đọc ấy. Thật sự hôm nay là một cái niềm vui là vô bờ luôn. Không chỉ anh Ali bắt tình địch mà cả cháu gì nữa. Câu chuyện nhất là hôm nay là Ali và bắt già. Vẫn còn ở trong một bịch à? Hết rồi anh ạ. Trong này một túi phở. Phở à? Ở đây chắc là cho nhà em đấy, tại vì là mỗi người một bịch mà. Vâng, đây là một túi phở thôi. Đấy, cái nào của nhà nào thì em cứ cho vào nhà đấy. Vâng. Bây giờ chỉ chờ bác thôi. Bác mặc cái áo đây vào nhìn đúng không thế bác ạ? Quần còn sẵn đây gần đến đầu gối. Đúng rồi, giày thì mặc đẹp luôn. Hả? Anh à? Ừ. À,
ấy thế này đây hả ở trên nó tôi lấy bữa nào tôi đi đâu đi hả ý nhà giống cái nhà nó giống cái nó giống cái gì na na đi mà ô muốn chỉ giống hai cái gì tao là bé luôn à anh Li bảo là bác bảo anh Li là anh nhỉ anh có để chai hơi hạn không anh Li bảo là nhỉ để chai là bác là được đi cái là đi nhanh nhanh á đi như là đi nhanh nhẹ đây là nhỉ bác là trẻ hơn đúng rồi tuyệt vời quá đấy bác là như thế này tuyệt vời này à cái này còn chưa bóc ra đây này vẫn còn cái tên của mình á bác đấy cháu bóc cái này ra đấy bác mặc cái áo này xong là quần sư viên vào nữa là nhìn đúng như thanh niên đấy bác ạ. Ông thằng ta, ông nên là muốn sẽ chó mà rong. Đúng à? Ờ đấy. Ali mà. Bác là với cọ phong trần lắm á. Đấy, hôm nay thì đây, đây là cái phần quà của cái phần quà của bác Bố trưởng thôn thì là bác Bố này để hôm nào anh em mới mang đi được. Hôm nay thì mang cái phần quà này vào để cho anh Ly với lại bác đã. Đấy. Còn cái của bác Giáp Bó đấy, bác Bó trưởng thôn này thì hôm nào anh em mang xuống thì hắn khui ra sau. Đấy, rất là tuyệt vời. Hôm nay thì cả anh Ly và cả bác tình địch của anh Ly nữa đều có quà. Đấy, những cái món cả quà. Cháu rìa nữa. Cả cháu rìa nữa. Cả nhà đều có quà. Cả nhà. Và nhất là anh Ly hôm nay thì có cái điện thoại tuyệt vời. Từ giờ là người yêu lúc nào cũng được nghe giọng bên tai rồi anh ạ. Nên thì mà mua tỉnh là mà chơi các tôi học chơi hồ tỉnh đồng gạo thả xí rồi. Chỉ tám một tí luôn. Đúng rồi. Bác bảo là dạo này là Ly là không phải mất công đi sang bên kia nữa. Đấy đấy nhá. Hôm nay thì cháu vào đây thì cũng có cái món quà này là của ông bà Y. Có phải không nhỉ? Phải anh. Ông bà chỉ ghi ở đây là Y Vũng Tàu ấy. Ở thành phố Vũng Tàu có gửi ra cho bác với lại anh Ly nhá. Chị Hờ, thế nó đi. Hey, về đây mình tụ họp lại như gia đình nhá. Nó đi mua tủ giờ bò Y. Cái phần nào Vũng Tàu này mua tàu. Ý cho không bị tốt bếch hả chị ta nên tụ lì lô cha mà tụ lì mua lô tỉnh. Hồ Sơ Tông. Không trả không thầu thì các tết không trống chứ bác bảo là bác bảo là anh đi hôm nào trời mưa quá thì là cho bác mượn một quật nghĩa là không đi được ấy được nó thì chỉ biết sát sinh rồi là tụt bỏ tụt giờ nó sao đấy nhá tiền không phải chỉ nó à cái này không phải đúng rồi anh đi cái này không ăn đâu không phải chị hay chị à nông nì mà mấy chỗ sinh trò ra từ phố từ từ già từ y bác có thể là cái gì à từ già y mấy chỗ sinh trò ca khâu chuồng ăn câu trời nhiều phanh tôi cho cầu mộ tôi là bé giờ cho là như này anh chị cũng vô ma một cái này giàu bác bảo là bác bảo là hôm nay là bác là vui nhất đờ luôn bác là nào là có dép đẹp đâu là có mũ quai lứa trai này là thắt lưng này bác bảo là bây giờ bác là như anh Ly rồi đấy đẹp trai hết là lên hả này hỏi anh đi hôm nay mình sẽ xin nói thế nào nó thì có thật đấy chả ô là nó thì mà chơi vô chào số sinh chủ ai chị em ông sư má mà cà bị khập bị khấn chờ mì u mì chỉ mì pha mì chỉ u này cho nhà tôi cho anh đi mì tẩy tà hồ chia cả nó vẫn thế cho nó cả này u chẳng nông tàu á nó sẽ nhau nhớ nhớ anh đi bảo hôm nay thì rất là cảm ơn đến lớn nhất là ông bà Y đã gửi cái phần quà của anh Ly khác với phần quà khác nghĩa là một chiếc điện thoại thế anh Ly bảo là bây giờ là giống như là có vợ ở cổng rồi nên là anh Ly bảo là vù lắm từ trước tới giờ là anh Ly là sướng nhất là cái điện thoại ấy thì là anh Ly
cũng là rất là cảm ơn đến cái món quà của ông bà hôm nay. Anh Ly bảo là không có gì Vũ bà. Tuyệt vời quá. Hôm nay thì cháu rể cũng xin thay mặt cả hai bác cũng như là bảo thân cháu nữa gửi lời cảm ơn đến ông bà Y ở Vũng Tàu rất nhiều, có cả phần quà của gia đình cháu. Cháu cũng xin chúc gia đình ông bà thật nhiều sức khỏe và luôn may mắn trong công việc. Rồi, tuyệt vời. Rồi xíu tiền thôi chứ. Hôm nay không biết là mình nên đi đâu nhỉ? Chỉ bao nó với một hộ tử đi hộ. Chỉ bao hộ một hộ. Anh đi bảo là có điện thoại không biết là đi như thế nào cơ. Được. Hôm nào cứ kích hoạt lên xong là để mà gọi nhé. Tuyệt vời. Cảm ơn ông bà Ý rất là nhiều. Những cái phần quà đến với bà con ở trên vùng cao, đây có lẽ là cái niềm vui vô bờ rồi, các bác ạ, cũng cảm ơn ông bà rất là nhiều. Đấy. Đấy. Bác, 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 bác xem là cái món quà nào của bác cho vào túi cho bác đi. Ngã không thì nhớ ngã mừng nhé. Để ngã thì ngã đi. Ngã mừng nhé, ngã là khó đấy. Còn cái dép, đôi dép của bác đây này, cắm nách. Đấy, có cả gói phở nhé. Vâng. Dạ. Bác còn không biết là cầm cái gì với cái gì à? Tao không nhớ ra này, nhờ cho nó đi. Hả? Ai ơ? Rông mà. Bác là vô lắm ơ. Rồi xin mua vay muôn tàu. Không chờ bị khâu. Phanh nhá. Phở đấy nè. Tuyệt vời, đấy phở bác cũng vừa mua nhá. Đúng rồi. Muôn mà nhá. Vâng. Bác về nhá. Bác đi rồi. Bác là phong độ lắm rồi, bác đi là đẹp trai lắm. Có anh Ly anh mình thế là cái món này thì là anh cái này cất anh cất đi anh ấy. Mua cho chơi. Cái này đây là... có đinh không? Đóng vào tường để mà ấy. Bố mua tinh. Mua tinh. Mà tinh luôn chưa? Thế là vừa nãy thì là gọi là không sẽ không khu cái này của anh Ly nữa. Bây giờ khu cho anh Ly là sao có cái đinh đóng cho anh lên tường luôn. Vâng. Mua tinh à? Hả? À, không có đinh, không có đinh thì không có đinh á? Ngày mai em lấy cho anh hai cái cũng được. Không có đinh thì để em về không có thì lấy cho anh độ mấy cái đinh về để cho anh đóng lên tường. Vâng. Không thì cái này nhá, có cái quần áo thì móc vào đây cho nó gọn gàng vào ngay chứ không được để linh tinh là không được. Mua cho không nhờ tỷ không nhỉ? Mua tài hay nhỉ? Ở đây có đinh. Phải. Thế thảo nào? Anh Ly bảo có rồi. Thế là có đinh rồi. Anh Ly bảo có thật đấy. Dạ, có thật chứ có đùa. Hôm nay là nhất sư huynh rồi. Không có cái gì là vui bằng ở nhỉ. Sư huynh nhỉ? Dạ. Dạ, vui không? Dạ, xích gì không? Dạ. Tao đi. Đóng ở đâu? Cái này thì anh định đóng ở đâu? Đóng ở đầu giường ấy. Chưa sao à sao là phải là sao thế thế đóng vào chỗ nào suy chưa thì đi trên trên đặt thì chỉ bảo xong họ thử đi tao tìm mấy bên không đặt nổi anh Ly bảo là ở đây ở đây cũng được cái đầu giường của anh ở đây thì cứ đóng vào cái đầu giường ấy em xin phép là chiều lên giường nha thế là đóng vào đây thấp thấp thôi, nhưng Su Huynh cao quá, Su Huynh không lấy được á. Như thế nhưng mà phải như thế là để đủ cái chiều cao ấy. Cũng phải để cái áo hay là cái quần nó thõng xuống. Hay nhưng mà ở cao quá Su Huynh lại không lấy được gì. đóng về đến lúc Su Huynh lấy quần áo phải lấy ghế phải bắt lên thì thôi anh em rìa thì hỏng. Lại bảo là ai đóng cho anh Lý thế này? Có được không? Có đóng được không? Em đóng thêm. Đấy. Cái này kể ra có đựng bê tông. Được anh ạ. Khéo. Đấy, xoay ra. Đấy. Đấy, thích nhá. Giờ cả bà cả anh nữa. Đấy, ai ai cũng có quần áo mới. Nhẹ chỉ nhẹ ra đi. Nhớ. Nhẹ. Anh đi là thích có cái đấy. Này là phải gọn gàng vào, không được treo ở giữa nhà nữa. Đây này, cái những quần áo của anh này treo hết vào trong góc này đi anh ạ. Bây giờ mình khác rồi, nhà cửa mình không phải như trước nữa anh nhá. Bây giờ mình làm sao mình phải gọn gàng sạch sẽ vào. Đấy, được thôi. Ngày tắm lần cho nó thơm tho vào, không phải trước là cứ tuần tắm lần đâu, quần áo phải chịu khó giặt vào. Không phải để bà nhát mới đi ngâm có phôi nữa. Đi ngâm không được ngâm nhiều cái loại có phôi như thế đâu nhá. Chứ là bà bảo là ngâm nào là dầu gội, nào là dầu rửa bát như thế này không được. Thế thôi, khả năng là anh em mình
ấy mình đi bán, hôm nay là đi bán lại tiếp tục đấy anh ạ. Phải là có một hoa rồi hả? Có một hoa rồi hả? Đấy. Bây giờ cái món quà của bác già Pó này thì bác chữ bác phố chữ thôn, bác ở trưởng thôn này thì lúc nào ấy thì anh em mới mang đi được của bác ạ. Đấy, bây giờ thì hôm nay Xuân Triệu và em Dì và cả anh Ly nữa có lẽ là cũng chào ông bà đấy thôi, hẹn gặp lại ông bà ở những cái tập phim lần sau. Xin chào.